Rồi bây giờ thì bọn mình đang đến trung tâm chiếu phim quốc gia để xem bộ phim của An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Trung tâm chiếu phim quốc gia thì rất là rộng rãi rồi. Và giá cả ở đây thì cũng rẻ hơn so với cả CGV. Bây giờ thì mình đang vào quầy mua vé của trung tâm chiếu phim quốc gia. Mình thì mình không mua vé online vì mình cũng không có tài khoản của cái này, nói chung mình cũng chưa quen lắm. Mình chỉ có CGV là mình mua online thôi. Chứ còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải là phải đi mua offline rồi. Đấy, đứng xếp hàng như này các bạn có thể thấy là hôm nay quầy vé rất là đông luôn. Trung tâm chiếu phim quốc gia ở 87 Láng Hạ này mình thấy là có một cái sức chứa rất là lớn. Ngày trước ấy thì khi mà nó chưa sửa chữa thì nhìn nó trông hơi tù đấy. Tuy nhiên bây giờ trung tâm chiếu phim quốc gia sửa chữa rồi thì mình thấy là nhìn nó tương đối là đẹp mắt. Đó, quầy vé thì rất là đông luôn. Và trong phải đợi lúc lâu thì chúng ta có thể xếp hàng mua vé của cái bộ phim này được. Ok, bây giờ thì bọn mình vừa mới mua xong cái vé offline ở trung tâm chiếu phim quốc gia đây. Hai vé cho phim Chú ơi đừng lấy mẹ con của An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Rồi, kia kìa, các bạn nhìn thấy không? Từ xa kìa đấy, trung tâm chiếu phim quốc gia bây giờ nhìn rất là hiện đại. Chứ nó không giống như là ngày xưa cái thời mà mình vào đây nữa này. Cực kỳ là rộng rãi luôn. Đó. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ đi đến phòng chiếu số 2 của bọn mình. Chú ơi đừng lấy mẹ con. Đây, thực ra là mình đi xem bộ phim này chỉ vì xem là sau cái lùm xùm của An Nguy với cả Kiều Minh Tuấn ấy thì liệu họ đóng phim có đạt hay không, và liệu họ nói rằng là họ nuôi tình cảm để cho có những cái ra vai diễn thật ấy, thì thực sự như thế nào. Đấy, và mình chỉ tò mò thôi. Kiều Minh Tuấn ấy thì mình đã từng xem trong bộ phim Em Chưa 18, nói chung là cậu này đóng khá là đạt. Còn An Nguy thì mình nhớ là đóng một bộ phim với cả Trấn Thành mà mình đã xem rồi, hình như là Chờ Em Đến Ngày Mai. Bộ phim này thì An Nguy đóng mình đánh giá là ở mức độ tròn vai. Nói chung là Kiều Minh Tuấn thì mình chờ đợi hơn là An Nguy, chứ An Nguy là xuất thân từ vlogger nên là mình cũng không có quá nhiều chờ đợi. Nếu mà bộ phim này mà An Nguy đóng không hay theo cái kỳ vọng của mình thì cũng không có điều gì nó quá bất ngờ cả. Và thực sự là mình chỉ xem bộ phim này bởi vì tính tò mò thôi. Đấy là nói thật là như vậy. Tuy nhiên là sau khi xem xong bộ phim thì mình cũng sẽ có một cái đánh giá thực sự khách quan cho các bạn, để xem rằng là phim Việt đợt này như thế nào, cũng như là phim Việt nó có tốt hay không, có thực sự xứng đáng để chúng ta có thể bỏ tiền vé ra để xem hay không. Còn cái phim này dù PR dưới bất kỳ cái hình thức nào, kể cả cái chuyện tình giữa Kiều Minh Tuấn với cả An Nguy, liệu có phải là PR hay không thì coi như chúng ta bỏ ngoài tai cái chuyện đó đi. Và chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái nội dung phim là như thế nào. Và lát nữa thôi, sau khi mình xem phim xong thì mình sẽ nói về cái nội dung cũng như là cái kết thúc của bộ phim này và chấm điểm cho bộ phim này. Và nếu bạn nào mà không muốn biết về nội dung của cái bộ phim này thì bạn có thể dừng cái video và kết thúc cái video ở đây. Đấy. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào xem phim nhé. Phòng chiếu số 2. Đó. Bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Thử quay ở Galaxy Note 9. Rồi, và như vậy là bọn mình vừa mới đi xem xong bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Như đúng với cả cái tiêu đề của bộ phim này ấy, thì mình sẽ nói luôn nội dung của bộ phim này như này. Nghĩa là An Nguy là một bà mẹ đơn thân, có một cậu con trai. Đấy thì An Nguy tại sao lại là một bà mẹ đơn thân? Bởi vì là hồi còn trẻ thì cô này chót mang bầu cái đây 7 năm với cả một cậu thanh niên. Cậu thanh niên này thì do Will 365 đóng. Và cậu thanh niên này thì không muốn An Nguy giữ cái thai đó, và An Nguy vẫn tiếp tục giữ cái thai. Và như vậy là sống đơn thân với cả cậu bé con tên là Nhệ. Đó. Tiếp theo nữa thì Kiều Minh Tuấn thì trong vai một ông bố đơn thân. Nhưng mà cái trường hợp của Kiều Minh Tuấn ấy thì nó hơi khác một chút. Đấy là vợ của Kiều Minh Tuấn mất. Đấy, và Kiều Minh Tuấn thì có một cô con gái rất là xinh xắn. Thế là hai cô cậu này thì yêu nhau, nghĩa là Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau. Đấy, tuy nhiên là Đức Anh, cái em bé mà đóng vai Nhện đấy, thì rất là phản đối cái cuộc tình này của mẹ, vì nó cảm thấy rằng là nếu mà mẹ yêu Kiều Minh Tuấn thì có thể bỏ rơi nó. Đấy là nó rất là sợ và nó rất là ghen tị với cả
cả Kiều Minh Tuấn, và nó làm mọi trò để nó phá cái cuộc tình này. Nó và trong cái bộ phim này thì đến cuối phim thì sự xuất hiện của ông bố của bé Nhện, nghĩa là người yêu cũ của An Nguy, xuất hiện và muốn Nhện phải công nhận là đây là bố của mình và muốn Nhện theo bố đấy. Và cuối video thì có một cái màn thử thách với Kiều Minh Tuấn nhảy vào nước sôi để xem là cậu này có thực sự yêu con trai mình hay không. Và cuối cùng thì ông bố này nhận ra là Kiều Minh Tuấn rất là yêu con trai mình và cũng là người mà quan tâm tới người yêu cũ của mình, và cậu ta chấp nhận cho cái việc là Kiều Minh Tuấn sau này sẽ lấy An Nguy đó. Và ở trong bộ phim này thì mình cảm thấy rằng là như này. Thứ nhất đấy là cái tình cảm và những cái vai diễn của Kiều Minh Tuấn và An Nguy ở trong này thì không có quá nhiều những cái vai diễn tình cảm, nghĩa là kiểu như là không hôn hít nhau quá nhiều hoặc là không có những cái biểu hiện cảm xúc với nhau quá nhiều, nhiều đến mức mà họ gọi rằng là họ phải đóng phim lấy cảm xúc từ trước đấy. Thì mình nghĩ là cái chuyện này nó chẳng liên quan gì đến việc là bộ phim này là cái gây ra cảm xúc để cho họ yêu nhau thật ở ngoài đời. Đây chỉ là cái cớ mà Kiều Minh Tuấn với An Nguy nói ở ngoài đời thôi. Đấy là mình cảm thấy như vậy, bởi vì là thực ra là các cái vai diễn giữa hai cô cậu này, những vai diễn tình cảm gần như không có, chỉ có mỗi một cái màn tỏ tình ý, thì là nó tương đối là hấp dẫn. Trong bộ phim này thì có một số những diễn viên mà mình đánh giá rất hay, như diễn viên phụ, ví dụ như là bà mẹ chồng ở trong Sống Chung Với Mẹ Chồng do nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đóng này. Đó, một cái vai diễn phụ khác của YouTuber Trung Ruồi đóng cũng là một cái rất là hay. Và trong cái bộ phim này thì có một cái câu mà tự nhiên mình nhớ ra ở trong Dưa Hấu Đã Từng Đi Hỏi. Đấy là cái câu mà một cầu vồng thì có 7 màu, hỏi 3 cầu vồng có bao nhiêu màu? Một cầu vồng thì sẽ có 7 màu. Thì theo bạn là 3 cầu vồng thì sẽ có tất cả là bao nhiêu màu? 7 màu, 21 ạ. 21 màu. Còn nhận xét về diễn viên thì mình nhận xét như này. Thứ nhất là vai diễn của An Nguy thì tương đối là thô cứng, và cái tình cảm mẹ con của An Nguy dành cho cái cậu bé kia là mình thấy chưa được sâu đậm. Đấy là cái thứ nhất. An Nguy ở trong cái phim này thì được lồng tiếng miền Nam nên là nó lại càng không thật nữa. Đấy là cái điểm mà mình chưa hài lòng với bộ phim này. Kiều Minh Tuấn thì mình nghĩ là đóng ở mức độ tròn vai thôi, chứ còn Kiều Minh Tuấn mình thấy là không quá hợp với cả bộ phim này. Và cái bộ phim này thì nổi bật ở hai em bé, đặc biệt là cái em bé đóng vai Đức Anh, vai Nhện ấy, là đóng rất là hay, mặc dù tuổi bé nhưng mà em bé này đóng rất là hay. Và một cái vai em bé nữa là con của Kiều Minh Tuấn thì em bé này khá là xinh và đóng cũng rất là đạt. Còn bộ phim này bỏ qua ngoài luồng những cái ồn ào về dư luận của cuộc tình giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn, mình nghĩ là bộ phim này cũng là một bộ phim đáng để xem, bởi vì là đạo diễn đã xây dựng một cái phong cách phim hoàn toàn mới, nó không phải là lãng mạn xến xúa, mà bộ phim này xây dựng dựa trên gia đình. Còn nếu mà bạn nào mà không thích Kiều Minh Tuấn cũng như là không thích An Nguy, bạn nào có thể không xem. Nhưng mà nếu mà xét một cách công bằng thì mình nghĩ là đây vẫn là một bộ phim chúng ta nên xem ấy. Mình sẽ không nói là đáng xem, mình chỉ nói là nên xem thôi. Và mình chấm điểm bộ phim này rơi khoảng 7,5 điểm trên 10. Còn các bạn thì bạn thử đi xem phim đi, và các bạn có thể để lại xét ở phía dưới video này. Và nếu mà các bạn muốn mình review thêm về phim nào nữa thì có thể để lại comment ngay phía dưới video này. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.